Hãy đến với The Master Việt Nam để cùng trải nghiệm và tận hưởng những điều tuyệt vời mà công nghệ làm đẹp bằng chỉ Ultra Village mang lại. Trước đây thì cái mũi của mình hả, nó cực kỳ tẹt luôn, rồi hai cái cánh mũi của mình hả, nó bự, nhìn rất là thô luôn, mình rất là tự ti về nó. Em là một người rất là nhút nhát, rất là sợ đụng tới dao kéo, phẫu thuật và các biến chứng sau này. Phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay thì lại đắt, nên mình rất phân vân trong vấn đề lựa chọn phương pháp nâng mũi. Mà sau khi mình nghe bạn mình nói là tại The Master Việt Nam có cái phương pháp nâng mũi bằng chỉ Ultra V-Lift, chỉ mất có 5 phút thôi mà đã có một cái mũi thon gọn tự nhiên rồi cao nữa. Sau 2 tuần thì em rất là hài lòng, rất là ưng ý luôn, cực kỳ ưng ý luôn. Mình cảm thấy rất là tự nhiên, rất cân đối với gương mặt của mình. Tôi đã từng trải nghiệm các cái dịch vụ về căng chỉ và đã từng sử dụng các cái biện pháp điều trị bằng chỉ khác nhau. Tuy nhiên với cái chỉ Ultra V-Lift tôi nhận thấy rằng đây là một thương hiệu chỉ có hiệu quả rất là tốt và đặc biệt nó có hiệu quả lâu dài. Cũng như cái thương hiệu này là một thương hiệu lớn ở Hàn Quốc và được sự bảo trợ của những nhà khoa học nổi tiếng. Chính vì vậy tôi tin rằng cái sản phẩm Ultra V-Lift sẽ là một cái sản phẩm tốt trong cái điều trị căng chỉ đối với người Việt Nam.